Đó thì coi cái cảnh mà cắt lục bình để mà kiếm sống hàng ngày của miền Tây mình nha quý vị, trải nghiệm luôn rồi em. đó. Cái này trên nha, tay đóng rồng ấn quá này nha, trải nghiệm nha. Xuống xuống không quay vậy. Xuống Rồi có cái này, có dây nhợ gì không? có dây nè, cột nè. Không phải ý nó là cái xuồng dưới sông rồi ha, là bằng người. Đó, các lục bình đó đó, vớt vớt lục bình trước đi cô ơi. Vớt lục bình nha quý vị, cho quý vị trải nghiệm một cái dòng sông cái này, đi vô trong chợ hôm nay nè, tản nhân cho thành mình thấp á. Đó, vớt lục bình là như vậy đó nha quý vị. Còn mấy cái mé này là của người ta nuôi phải không hả Trinh? Dạ, của người ta nuôi. Vớt lục bình là gì đó như vậy, như vậy. Nhưng mà nó trôi, ví dụ như nó như đâu có dài ha. Dạ, cục cục vậy không à, nuôi mới có dài. Nếu mình nuôi thì nó mới đủ sức nữa. Đó. Nước lớn nó mới cho nhiều, như nước này thì nhưng cho mà nó cũng không có theo giờ giấc. Dạ. Có nghĩa là mình phải canh con nước. Dạ. Vậy sao lấy lên lên nó đẳng kìa, còn miếng nữa. Đó. Nước lớn à, nước lớn à, nó trôi nhiều cho nước này. Cái mé này là của người ta nuôi. Dạ. Đó thì sẵn cô mượn một miếng, cô cắt cho người ta thấy luôn là các lô bình là sao luôn đi. Để bơi lại cái chỗ cao cao à, cắt. Cái cao cao như người ta, tại vì mấy cái mé này của người ta nuôi chứ không phải là của. Dạ, của người ta nuôi không, mình không có mé nuôi. Tại vì mắt nhỏ rồi thành thử ở nhà không vừa đi làm công ty được. Dạ, cơm nước thì cho nó hồi mấy năm trước phải đưa rước. Cái này cao cao này chứ. Dạ. Cái này là của người ta nha quý vị, chứ không phải là của cô Kinh, cho nên cho quý vị sẵn thấy là các cục bình là sao luôn đó. Đó là như vậy nha quý vị, thôi tượng trưng thôi Trinh ơi. Dạ. Cho người ta thấy cái cảnh này đi về, tại cái này của người ta của mình rồi. Phải giờ này nó có trôi thì mình bơi chết cũng được. Nó trôi kia đó, bơi bơi lên kia cái đi rồi gì vậy. Dạ. Cái vớt lục bình là cái cảnh này nè như gì, vớt nha chứ không phải là cắt. Cái này là người ta cho, là người ta nuôi á, ta vớt lục bình. Như vậy là nó đâu có theo cái giờ giấc mà nhất định, khi nào có trâu thì mới có vớt phải không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như lỡ 12 giờ trưa cũng phải vớt luôn. Dạ đúng rồi. À đó, nó trâu vậy thì người ta mới vớt được những cọng lục bình người ta phơi. Còn như mà sáng, như hồi sáng này em thức sớm 4 giờ 4 mấy cái em bơi ra ngoài kia nước lớn á. À. Chặt bơi gì không có mệt. Nhưng mà thường thường như vậy là nó không có cao hả Trinh? Dạ không có cao anh. Đó, vớt lục bình là như vậy nha quý vị, tượng trưng cho quý vị thấy thôi. Vì mình cũng không có sắp xếp được mà một cái cảnh được. Vì lục bình này là người ta trôi rồi bao nhiêu thì giờ vớt rồi đó. Đó. Lúc nó trôi nhiều á thì nó có cao cao rồi vớt nó ấy. Nó còn bây có. Giờ nước ròng quá nó ít, nước kém thôi nữa. Vô bến lại đi, lên cái cầu này đi cho dễ. Lên cái cầu dễ đi. Dạ.
Thôi lên đây cũng được. Nè nè, lên đây được rồi. Được mà, lên đây đi. Lên cái bến quen đi. Này cái bần. Cái bần này chắc cái gỗ nó dễ ẹt cái gì ha. Dạ, nó dễ lắm anh. Ừ, nó mềm mục. Thấy có trái không? Có trái. Ừ. Trái ăn chua dữ lắm. Dạ. Đó. Mưa rồi. Thôi đi lên. Gạo đem vô. Hey. Đem gạo vô rồi. Dạ. Yeah. Đem gạo vô rồi. Dạ. Yeah. Chừng chật đó, chừng chật đó. Có phơi lục bình đằng trường học. Ừ. Mùa này phơi nó cực anh ơi. Ừ. Cứ hãy canh ông trời cũng mưa hoài. Môn này môn ngứa cho phải đúng hả? Dạ môn ngứa. Ừ. Đi ấy lục bình vô đi. Trường học là ở đâu? Dạ đằng này nè. Rồi đi theo một chút coi. Mưa quý vị ơi. Trời ơi, làm lục bình sướng vậy vậy? Mưa sao thì cũng phải chạy ra nữa hả? Mưa là phải đẩy lục bình lại vậy đó cô. Cái này lục bình của ai nấy gom hả? Dạ. Của tôi chỗ nào? Của tôi chỗ nào? Đây nè, của em đây. Còn giờ của tôi chỗ nào đâu mà tôi không cho tôi gom. Đó, cái cảnh nhà quê mình là cái gì. Lục bình cái này có giá không anh? Nhiều ký? 20.000 ký. Chất dễ nha. Cái này khoảng 10 nắng mới có khô phải không? Cái này khoảng 10 nắng mới khô hả chị? Mười nắng chất dễ quá. 20.000 ký à, cũng hơn à. Ừ. Với là trung bình ngày mình làm mình kiếm được 100.000 cô. Mười ngày. Dạ. Chục ký được có 200 hay ta? Mà là hai người đó hả? Dạ. Hôm nay chị nhiêu tuổi rồi chị? 35 rồi hả? Mà nếu không làm thì không có tiền. Cái này ướt thì không sao ha. Dạ. Bình nó nuôi dưới sông là gì đó. Chào cô. Ừ. Cái này là con ai? Dạ con em. Dạ. Xích thích đây nè con. Hôm nay đó có Mỹ Dâu gửi tặng cho cô 10 ký gạo nè để là nuôi cháu. Dạ. Rồi ông xã đâu? Dạ ông xã thôi rồi. Dạ. Giờ có hai mẹ con sống à. Nhưng mà mình sinh sống bằng cái gì là chánh? Dạ cắt lục bình. Cắt hay là vớt lục bình? Vớt ở dưới sông. Vớt dưới sông chứ không phải là cắt lục bình mà nuôi nha quý vị. Dạ không. Vớt nó trôi, nước lớn nó trôi vớt. Bé tên gì con? Dạ con tên Phú.
Hôm nay lớp mấy rồi? Dạ tụi trường lên lớp, con lên lớp 6. Lên lớp 6 ha. Ừ, ráng học nha. Rồi cô Trinh hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 47 tuổi rồi. Như vậy là hàng ngày mình xích xích đây chút. Hàng ngày á mình cắt lục bình như vậy là được bao nhiêu tiền? Nếu mà mình tính bổ đồng á, cắt rồi phơi. Tại vì cắt là một tuần lễ, phơi một tuần lễ mới có dây khô mình thắt. À. Những lúc nhiều khi mình cắt không có lắm. Có ngày có ngày không, thu nhập nó không có mà đều, ngày nào cũng có. Trung bình ngày được chuyện nhiêu? Trung bình thôi. Trung bình thì có khi có khi công mà cũng không biết là trung bình nhiêu. Có khi thì bán được lần được 20-30 cộng. Ừ. Có khi đi 2-3 lần. Một cộng 8.500. Yeah. Yeah. Có khi hai tuần mới được 20 cộng. Ừ. 30 cộng. Yeah. 2-3 tuần, 2 tuần thì bán có khi được 200.000. Ừ. Hơn 220-230 vậy đó. Tại vì 8.500 cộng. Mà 20 cộng thì có 160-170. Ừ. Có khi không có, tại lúc mình đang vớt á. Yeah. Rồi phơi trời mưa thì không có. Yeah. Rồi mà nếu như vậy thì tiền đâu đi chợ? Thì đi có hai mẹ con thì đi. Chắc là học vịt hoài hả Phúc? Bữa nào có tiền nhiều thì mua thịt, rồi không có mua học vịt, học gà, ăn tàu hủ nữa. Dạ. Đó thì cái hoàn cảnh vậy đó. Rồi giờ nhà là ở đây là nhà của ai? Nhà của bà ngoại. Ở nhà à, nhà bà ngoại. Còn cái trại này giống như cái chỗ nấu cơm thôi. Chỗ nha. Nó để nấu cơm. Người để cái bếp nấu vậy. Ừ. Còn trên đó thì để ngủ. Đó, thì hôm nay Mỹ Dâu á gửi tặng cho cô Trinh. Cô Trinh ha. Dạ. Chứ cho Phú nè, là giống như một cái lời động viên vậy thôi. 10 ký gạo. Dạ. Gạo thơm á. Dạ. Ừ. Gạo đài thơm 8 với nó có ít tê trong đó đó. Dạ. Rồi, nấu ăn bếp củi thì nó ngon đó. Dạ. Ừ. Như vậy là nếu mà trung bình là thu nhập là ngày được 50.000 không? Dạ. Tháng 1.500.000 đó. Ngày thì 50.000 á thì được. Ừ. Tháng khoảng 1.500.000 thôi nó chứ. Nó cũng không phải đều. À. Nó không phải đều. Cái mùa nào mà nước mà trôi dưới sông mà cái mùa nắng á, cái à. Lúc mà cái tháng khoảng ăn Tết rồi á. À. Khoảng tháng tới tháng 3, tháng 4 á thì có nhiều, có thắt được nhiều. Còn như hôm nay vô mùa mưa rồi ít nó bán được ít. Tại vì mua hoài phơi dây nó không khô. Mấy cái tháng mà được nhiều tiền là cỡ bao nhiêu? Nhiều tiền thì lần bán có khi được 50 cộng. Đó, hai tuần á. Ừ. Hai tuần á. Khoan chút hả? À. Cô ơi cô. Sẵn gửi cho cô kia đó thắt lục bình nè. 10 ký gạo luôn đi. Rồi giống như là một lời động viên. Cũng chia buồn cùng gia đình ông cụ cũng mất ha. Dạ. Dạ. À, cô 10 ký gạo của Mỹ Dâu á. Mỹ dạ. Dâu tặng á. Ừ. Rồi vậy là em cũng ha đại diện cho ba em cảm ơn cô Mỹ Dâu. Dạ. Đã hỗ trợ hả là được 10 ký gạo. Dạ. Cho cha con sống mà bây giờ là ba mất rồi, giờ nấu cơm định cúng. Dạ. Dạ. Cũng cô này cũng thắt lục bình cái kìa, mình cũng có review nè. Dạ. À, dạ. Vậy là mình sống bằng nghề lục bình như vậy là mình thấy mình có khá không? Giàu không? Không có giàu anh ơi. Lục bình thì tại vì mình không có nuôi mé á. Ừ. Mình chỉ vớt với sông không à. Nuôi bản thân mình thôi. Dạ. Nuôi con, nuôi đồ chút đỉnh vậy đó. Dạ. Ở đây là cầu gì? Cầu Thị Dược. Ấp này ấp gì? Ấp An Thạnh. Xã gì? Xã An Nhơn. Châu Châu Thành, Đồng Tháp. Dạ. Đây vô xã An Mai này nha. Vô An Mai cho em. Đây thuộc cái cầu Bà Đồ nha quý vị. Xã An Nhơn gần Hang Mai rồi đó. Thì hôm nay Quốc Thịnh xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái hoàn cảnh của cái chú hai đây. Rồi quý vị cùng xem cái video này nha. Thì ở đây ra ngoài cầu Bà Đồ nè, ra cầu Hang Mai, xã An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp á. Ấp An Thạnh quá. À, chú lấy đi chú. Chú lấy 10 ký gạo đi chú. Ở đây là gạo này của Mỹ Dâu á chú. Dạ. Mỹ Dâu nó gửi tặng cho chú 10 ký gạo đó. À, chú lấy đi. Ôm nổi không?
nói là trời, ôm vô đi, ôm vô đi, đi vô đi, chân cũng yếu ha. Dạ. Chân yếu rồi, đi vô đi chú. Ờ, trồng đu đủ nhiều quá nè. Rồi chú để đỡ trên bàn đi. Chú vô chú bồng cháo nó ra đi. Cho nên lấy cái ghế sẵn, lấy cái ghế sẵn đi. Cho nên cho con thấy cái hoàn cảnh của mình nè. Đi ra lấy gạo nè. Yeah. Nó đi không được sao mà phải bồng nào với cam. Dạ. Hồi nhỏ đây lắm à, đi không được, nói không được nữa. Ẩm bồng không à. Thì hôm nay có mỹ dâu á chú hả, có mỹ dâu á gửi tặng cho chú 10 kg gạo á. Chú là tên tuổi là gì? Trần Văn Chim. Trần Văn Chim ha. Chim mà chim. Chim. Chú Chim ấy ha. Rồi. Rồi. Nhiêu tuổi rồi chú? 74. Dạ. Còn em này nhiêu tuổi rồi? Không mấy tuổi rồi. Dạ. Rồi rồi chú hàng ngày chú sinh sống bằng cái gì là chính? Ở đây với con ở gần đây nè. Rồi sống thì con cô bác cho ăn chứ không có bằng gì đâu. Mắc giữ cháu này nè. Cô nó bác... nó tiêu tiểu rồi nó biết không mà làm như nghe cái mùi khai quá vậy chú. Không biết luôn hả? Bình ẩm. Bình ẩm không à. Rồi nó đi toilet rồi nó biết nó kêu mình không? Không chỉ không à. Chỉ không hả? Mình không thấy là rồi đó. Thì hôm nay có 10 kg gạo đó chú. Dạ. Chú xích đây nè. Chú xích lên đây chú. Đó thì cái hoàn cảnh của chú đó thì Thịnh cũng nhớ đó, đến chú. Rồi đây, vô đây gửi tặng cho chú đó. 10 kg gạo. Vâng ơn. Mỹ nhờ, Dâu nó gửi tặng nhờ cô bác không à. Chứ đây tôi đâu có bằng gì sống. Dạ. Giờ đứa con là nó cũng khá giả không? Con trai á. Nó nghèo đó, mạnh ai đó, sống vậy thôi. Có vợ chồng sống chứ không có ai nuôi mình. Thì hôm nay chỉ có 10 kg gạo thôi chú. Rồi cái hoàn cảnh của chú á. Đó. Thì nếu mà quý vị có biết được cái trường hợp này thì đến cầu Thầy Dược, xã An Nhân. Bà Đồ chứ. Bà Đồ, xã An Nhân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thì đến đây mà trợ giúp nha, chú Hai đây. Dạ. Để mà nuôi em đồ. Nó chỉ có ăn thôi chứ đâu có làm gì được phải không? Ăn thôi. Lúc ăn để lúc ăn mới được chứ còn nó múc đổ hết ra. Dạ đó. Giờ cắn thì mà vợ cháu mình nhỏ đó mà. Nuôi giờ. Rồi vậy vợ chú đâu? Chết rồi. Mất rồi, chú được mấy người con? Năm rồi, đâm rồi. Rồi mấy người kia khá giả không? Nghèo chứ nè. Chứ nào cũng nghèo chứ. Cái chồng bây giờ mạnh á, nào nó sống à. Dạ. Chứ cũng không có giàu có mà giúp đỡ cho chú ha. Như căn nhà này là sao mà chú cất được? Cái này con nó ở đây nè, cái nó mua nó cho. Dạ. Nó bán bệnh mà nhiều không biết rồi về đây mua đó. Rồi cho tôi ở đây nè. Chú năm nay chú nói là 70 mấy tuổi? 74. Dạ. Đó. Thì cái hoàn cảnh của chú mình muốn đưa lên gì đó để mà người ta có ai cảm thông á, đồng cảm hoàn cảnh của mình, có giúp thì tới cầu Bà Đồ, xã An Nhân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp mà giúp nha. Ấp này này nha, ấp An Thạnh quá. Thôi mà già rồi không biết ai nuôi. Chết rồi. Không không biết ai nuôi ai. Không biết là đứa không có đứa nào nuôi tôi vậy nè. Có nhỏ này tật nguyền mà nó biết đắp gì không biết nói chuyện nữa. Nó hỏi tôi với rồi ăn uống vậy thôi. Không đi được nữa.
nó vậy á. Còn mấy đứa kia thôi rồi, có chồng vợ đi đâu hết trơn rồi. Rồi tự lo mà, lâu lâu rồi có về thăm chú không? Lâu rồi mới về, thăm gây chút chứ đi à. Dạ, nhưng mà lại cũng mỗi em ở gia đình cũng có một cái hoàn cảnh cũng không có khá giả hả chú? Dạ. Nó làm công nhân hay là làm gì? Là mướn đồ không à. Chứ không phải làm công nhân nữa. Ừ. Đi ai mướn gì có bắt cỏ bằng gì cái đó cũng bằng nữa. Nhưng mà mấy người em đó là sức khỏe cũng bình thường hết không? Bình thường. Vậy là ba người nữa hả? Chú là mấy người con? Năm người. Ba đứa gái, hai đứa trai. Mấy người chị gái là sao? Anh gái có chồng ở theo chồng nữa rồi. Rồi lâu lâu cũng có về thăm chú ha. Lâu lắm, một năm mới về. Tết nhất rồi đây ha. Ừ. Ở đây có mình à. Dạ. Con cũng đi nha chú. Dạ. Chú Sim. À. Chú nói là tên tuổi lại là gì? Trần Văn Sim. À, 74. 74 tuổi. 74. Trời. Bao chú ha. Dạ, không có gì. Bị dâu nó gửi tặng á, dạ. Con chỉ có công thôi. Dạ, con bảo ơn cô đó. Mỹ dâu, cảm ơn. Dạ, Mỹ dâu. Cô dâu. Mỹ dâu. Ờ. Thì những cái trường hợp mà quá trình review đây là người ta cũng cơ nhở bệnh tật, rồi cũng là lớn tuổi. Thì cho quý vị thấy một cái trải nghiệm về đi phát quà cho bà con dùng xã An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp. Quý vị trải nghiệm cái vùng quê mình miền Tây, Châu Thành, Đồng Tháp. Ở đây lục bình rất là nhiều. Quá ơi, cái này trong ngọn mũ, ngọn cái xếp chứ. Chú ơi, cô ra đây nè, cô lấy giùm. Ở đây 10 ký gạo nè nha, của Mỹ dâu gửi tặng cô á. Bây giờ hai cô hả? Tên một tên nè, đây nè. Có một người hả? Mỹ dâu gửi tặng cho cô đó. Cô lấy đây. Mỹ dâu hả? Dạ. À. Cô năm nay cô qua là bao nhiêu tuổi rồi cô qua? Cô nay cô bảy mấy rồi, 72. Khiên nổi không? Không nổi tôi khiên. Nổi. Rồi ở đây là ấp gì? An Thạnh hay là? An Thạnh xã An Nhơn, ấp An Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Rồi, cô đem vô đi để đây. Dạ. Đem vô đi. Dạ. Cô sống ở đây với ai? Sống có một mình ở nhà. Dạ. Rồi mấy đứa em nó ở riêng rồi. Dạ. Nổi không? Cũng nổi. Nổi. Chân cụp sống rồi trốn luôn rồi. Nổi. Đó. Cảm ơn nha chú. Dạ, cảm ơn Mỹ dâu á. Cảm ơn Mỹ dâu dạ. Nè đây. Dạ. Đó, thì Mỹ dâu gửi tặng rồi mình cũng có công. Cô ở thành phố hả? Dạ. À, cảm ơn cô Mỹ dâu nghe ở thành phố nha. Ghi âm lại về cho cô coi. Giống như là mình một cái báo cáo rồi dạ. Mình nói lên. Vậy là cô qua đây là ấp An Thạnh, xã An Nhơn. Dạ. Châu Thành, Đồng Tháp ha. Dạ. Dạ. Cho quý vị thấy được cái cảnh quê luôn miền Tây. Dạ. Rồi hàng ngày cô qua sinh sống bằng cái gì? Ở đây nè. Không phải ý nó là làm cái gì để sống? Có làm gì đổi đâu làm. Mấy đứa em, mấy đứa cháu lâu lâu nó đi làm ở thành phố đó. Lâu lâu gửi tiền về nó cho ăn đứa nhiều ít vậy ăn. À, dạ. Giống như là ở
ở đó rồi củi lửa thì xài có. Sao xài bếp ga có. Rồi lo mơ tiền ga bếp củi rồi muốn xài gì xài à. Ừ, cái nào nhanh thì xài bếp ga còn nào mình không nhanh thì mình xài củi nó đỡ tốn hao ga đó. Ga đều cũng mắc tiền có củi nhóc nè tôi coi làm có tiền đi chơi người sau đâu có dám xài hung khí gì đâu kệ đó mình xài củi nó cũng đỡ lắm có được cái trường hợp qua cô nói là năm nay cô bao nhiêu tuổi 1952 1952 hả 72 tuổi 72 phải không 72 rồi rồi thôi con cũng đi nha cô qua có 10 ký gạo kẻ đắp đổi 10 ký gạo ăn cũng đỡ chẳng có còn hơn không gạo ngon lắm gạo cái này nó hơi mắc đó cô qua nó cũng phải 17 18 gạo ngàn. Gạo nó lên giá giờ gì, nghe nói gì cũng lên hết trơn gạo này gạo thơm ngon đó gạo cô, ga cũng lên mà gạo cũng lên mà gì xài bình ga này 8 tháng chưa hết thì biết rồi thì nhờ, cái nào nhờ, mình cần nhờ nhanh thôi nhờ chụm củi á chứ sao chứ hồi đó giờ, hồi đó hồi đó 4-5 tháng hết trơn bình ga rồi 8 tháng rồi đó đó cái hoàn cảnh đó cái vùng quê mình vậy nè quay cho quý vị xem luôn nhãn này nó bị đầu lân hay nhãn của bên thằng em nó có trái qua rồi nhưng mà cũng có bị đầu lân nó có trái qua rồi đó mà nó vậy đó thôi con cũng đi tới gia đình khác chú còn đi vô này ha không con đi ra đi chơi ra đi. Thấy cảnh đồng quê yên tĩnh quá mấy cô ở thành phố sướng muốn chết ở đó để làm ăn được khá giả về quê chỉ cực khổ sao hồi đó không ở Sài Gòn không đi rồi bây giờ ở Sài Gòn thì bệnh quản đâu có ai đâu không ai muốn đi có em nó cũng đỡ rồi nó ở Sài Gòn làm cũng được mà nó đã đau cái giò đó bệnh đau đứng không chú biết làm công ty đứng không à đi đứng không nó không cho ngồi nhưng mà lớn tuổi là giống như là cho hè đây rồi, đứng không nổi bữa đó đứng không nổi cái xin ông sếp á cho ngồi một chút cái ông nói thôi mời bà đừng vô nữa cái rồi nghỉ khổ ghê rồi mình có được bảo hiểm không, có vậy được, không được có được tiền hưu gì không không cô? Được tại vì làm công ty đó mình làm không có đúng năm của nó đó, không được mình phải đúng cỡ 10 năm mình mới có mà mình làm công ty tới chừng 2-3 năm à một công ty bánh bao, năm. Bánh bao, bánh bao, cái đi công ty khác làm rồi đi được bánh bao đó này anh xa vợ về quê ở đây lấp mấy đứa cháu vậy á nhà con thì lúc mơ nó nóng luôn cô nóng lắm trời nắng nóng nhưng mà tối thì nó lạnh tối lạnh tối nó lạnh tối thì nó mát tối nó lạnh dữ lắm mà ban ngày nó nóng hay lắm Ôi con đi rồi cô qua